Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV tăng cường kiểm soát vật thể lạ, vật ngoại lai trên đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đổ máy bay, đặc biệt tại hai sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và các cảng hàng không đang có hoạt động thi công tại khu bay. Trước đó, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài xác nhận thông tin 3 máy bay cán đinh và mẻ cánh trong những ngày gần đây. Cụ thể, ngày 28 tháng 6, thợ máy phát hiện lớp của chiếc Airbus A350 chuẩn bị khởi hành từ Nội Bài đi Melbourne, Australia, bị một đinh mũ ghim vào. Ngày 30 tháng 6, thợ máy sân bay Nội Bài phát hiện lớp số 2 càng trái của chiếc Airbus A321 bay đến từ Phú Quốc bị một đinh vít găm. Ngày 3 tháng 7, thợ máy sân bay Đà Nẵng phát hiện cánh quạt động cơ của máy bay Airbus A320 bị mẻ sau khi bay từ Hà Nội vào. Chiều ngày 6 tháng 7, Công an thành phố Cao Bằng thông tin liên quan tới vụ án xảy ra tại chợ tạm Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người liên quan, gồm Bùi Văn Hiệp, sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng, kiêm nhiệm công tác Tổ trưởng Tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng, Đặng Tuấn Hoàng, sinh năm 1990, công chức địa chính Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng, kiêm nhiệm công tác thành viên Tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng, và Nông Thu Hương, sinh năm 1977, nguyên công chức địa chính Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng, kiêm nhiệm công tác thành viên Tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng. Cả 3 bị can bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra, công an phát hiện trong thời gian công tác tại Tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng từ tháng 11 năm 2020 đến nay, 3 bị can trên đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Ngày 6 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ojiga Trikingly, sinh năm 1991, quốc tịch Nigeria, tạm trú quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tối ngày 6 tháng 6, tại khu phố 2, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, trinh sát phát hiện bắt quả tang Kingsley đang tàn trữ một gói ma túy có khối lượng 995g, loại methamphetamine. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người chưa rõ lai lịch với giá 9.000 USD tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mang xuống Đồng Nai bán để kiếm lời. Trên đường giao ma túy thì bị công an phát hiện bắt giữ. Chiều ngày 6 tháng 7, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông 49 tuổi quê Thanh Hóa rơi từ mái nhà của một xưởng gỗ ở đường Vĩnh Phú 27, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An xuống đất tử vong. Xưởng gỗ trên đang dừng hoạt động để xây sửa một số hạng mục. Chiều ngày 5 tháng 7, trời mưa lớn, mái tôn bị dột nên chủ xưởng nhờ nhóm công nhân thay mái tôn mới. Trưa ngày 6 tháng 7, khi nạn nhân đang đứng trên mái nhà để thay tôn, thì bất ngờ xảy ra sự việc trên. Chiều ngày 6 tháng 7, ông Huỳnh Công Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàng Vịnh, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, vào khuya ngày 5 tháng 7, đã xảy ra sạt lở trên tuyến sông Cửa Lớn, thuộc ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, nhấn chìm hoàn toàn 4 hộ dân. Theo ước tính ban đầu, vụ sạt lở gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người. Đối với những căn nhà lân cận có dấu hiệu sạt lở, ông Huỳnh Công Tâm cho biết đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã, phối hợp công an và đội xã hội tình nguyện đến vận động, hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gạo tiền với 2 triệu đồng một hộ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngày 6 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Gia đình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 6 tuổi, có dị tật thừa 4 ngón tay và chân. Đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Theo đó, cuối tháng 6 năm 2023, chị M, trú tỉnh Quảng Nam, đưa bé L 6 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Gia đình để thăm khám và bày tỏ mong muốn thực hiện phẫu thuật loại bỏ những ngón tay chân thừa cho bé. Mỗi bàn tay bàn chân của bé có đến 6 ngón, tổng cộng bé có 12 ngón tay, 12 ngón chân. Mặc dù các ngón tay chân vẫn phát triển và có xương bình thường, nhưng việc dư thừa các ngón khiến sinh hoạt của bé bị cản trở.
Các bác sĩ đã tiến hành cắt xương, kết hợp tái tạo dây chằng và gân, sau cùng là khâu thẩm mỹ. Sau khi loại bỏ phần ngón chân thừa xong, các bác sĩ thực hiện tương tự ở hai bàn tay. Hai ngày sau phẫu thuật, hai tay bệnh nhi có thể nắm đồ vật, không còn bị khó chịu và đau đớn. Chiều ngày 6 tháng 7, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 3 xà lan vận chuyển cát trên sông Tiền, sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Cả 3 xà lan đều mang số hiệu tỉnh Bến Tre, chở khoảng 1.000 mét khối cát có biểu hiện nghi vấn cát không rõ nguồn gốc. Tổ công tác phát hiện 3 xà lan đều chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. Thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, thuyền trưởng không có bằng, xà lan không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền trưởng xuất trình được 3 hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, qua tra cứu, phát hiện cả 3 hóa đơn đều không hợp pháp và không chứng minh được nguồn gốc số cát trên.